Cảm ơn anh. Chào anh. Cậu đi đi. Tài. Dạ. Vào phòng đi. Còn em à? Nếu cậu rảnh quá ấy, về đọc lại nội quy, xem mình thuộc mục nào, bị xử lý ra sao. Hay, nó nằm ở mục bị sa thải đấy. Bơm, sao anh không về đi? Anh ở đây làm gì? Anh chờ xem họ xử lý thế nào. Có bị mắng không? Nãy anh nói gì với sếp em đấy? Thì chỉ thuật lại sự thật thôi. Hôm kia có bị đuổi việc không? Cái loại như nó ăn một cái tát là còn nhẹ đấy. Về đi. Ok, sao lại về? Họ đuổi việc em à? Không được, anh sẽ quay lại nói chuyện phải quấy với sếp em thêm một lần nữa. Thôi đi. Anh định chưa lận què thành lận chết à? Đi về. Anh quen với bảo vệ, anh sẽ xin trích xuất camera an ninh để chứng minh với sếp em rằng em không liên quan gì đến chuyện này. Chờ một tí. Anh Hùng, đây là ở thành phố, không phải là ở quê. Không phải là nơi mà anh thích tùy tiện anh làm gì thì anh làm. Ở đây ấy, chẳng ai biết anh là ai cả. Mà em nói thật, anh chẳng là ai cả. Em mới là nhân viên ở công ty họ. Họ sẽ túm cổ của em và bắt em phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà anh đã gây ra, anh có hiểu không? Nhưng mà anh chỉ muốn giúp em. Anh giúp em hay là anh hại em? Nếu anh không lên công ty kể về gia cảnh của mình ấy, thì sẽ chẳng ai coi thường em. Và sau họ sẽ không bao giờ bàn tán về việc em mang hoàn cảnh cá nhân ra được nhận làm. Anh hiểu không? Đừng có nghe bọn thối mồm nói linh tinh. Em xin anh đấy, anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Anh cũng đừng cho rằng nếu không có anh thì em không sống nổi. Lẽ ra ấy, anh không nên lên thành phố. Anh chỉ khiến mọi việc của em rối tung lên thôi. Em mà bị đuổi việc ấy là vì anh đấy.